chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chứa bài của buổi số 182 và giao bài của buổi số 183. Thì bây giờ mình sẽ chứa bài nhé. Với 5 câu trong phần bài học ngày hôm nay chúng ta đều chứa về thì hiện tại đơn, nói về một sự thật. Các bạn có thể nhìn thấy ví dụ như là trái đất này, sông Amazon này, đúng không ạ? Đại Tây Dương vân vân. Chúng ta sẽ dùng với hiện tại đơn để miêu tả những câu như thế này, để dịch những câu như thế này. Thế bây giờ mình sẽ đến câu 1 này. Trái đất quay xung quanh mặt trời. Các bạn viết đáp án cho cô nhé. Trái đất quay xung quanh mặt trời. Các bạn viết xuống phần bình luận nhé. Vậy ta có chủ núi trái đất là The Earth rotates around the sun. The Earth rotates around the sun. Chúng ta có động từ xoay xung quanh, đó là rotates. Và khi này đi với chủ ngữ là trái đất, là chủ ngữ số ít, thì chúng ta nhớ chia động từ The Earth rotates around the sun. Bạn nào chưa làm được bài thì các bạn chữa bài vào giúp cô nhé. Ai xong rồi thì chúng ta chuyển qua câu số 2. Họ chèo thuyền xuyên qua Thái Bình Dương. Cũng là một câu ở hiện tại đơn. Các bạn viết cho cô đáp án nha. Vậy chúng ta có chủ ngữ họ là they sail across, chèo thuyền xuyên qua. Vậy chúng ta dùng với giới từ, đó là across. They sail across the Pacific Ocean. The Pacific là Thái Bình Dương, đúng không ạ? The Pacific Ocean. Bạn nào chưa làm được bài, các bạn chữa bài vào nhé. They sail across the Pacific Ocean. Câu 3. Sông Amazon là dòng sông dài nhất ở Nam Mỹ. Với câu số 3 đây là một câu so sánh nhất, đúng không ạ? Nào các bạn viết cho cô đáp án nào.
Vậy ta có chủ ngữ sông Amazon. The Amazon is một dòng sông, đương nhiên là phải dùng số ít rồi. Is the longest river in the South America. Chúng ta có so sánh nhất với tính từ long là một tính từ ngắn, vậy chuyển sang longest, đúng không ạ? Dài nhất, dòng sông dài nhất. The Amazon is the longest river in the South America. Ở Nam Mỹ là chúng ta có danh từ đó là South America, đúng không ạ? Bạn nào chưa làm được bài thì các bạn chữa bài giúp cô. Câu 4. Những con ngựa hoang sống ở gần sa mạc Gobi. Các bạn viết đáp án cho cô nào. Vậy chúng ta có danh từ những con ngựa hoang. The wild horses live near the Gobi Desert. The wild horses, những con ngựa hoang thì đương nhiên là phải là số nhiều rồi. Là số nhiều thì động từ ta giữ nguyên. The wild horses live near the Gobi Desert. Đó, bạn nào chưa làm được bài thì các bạn chữa bài vào giúp cô nhé. Và câu 5, Đại Tây Dương có rất nhiều loài cá khác nhau. Ở đây cũng là một câu miêu tả ta dùng với hiện tại đơn để các bạn viết. Cô đáp án nào. Rồi, và chúng ta có chủ ngữ Đại Tây Dương. The Atlantic has many different kind of fish. Many different kind of fish. Có rất là nhiều loại cá, đúng không ạ? Và Đại Tây Dương ở đây là một danh từ số ít. Atlantic has many different kind of fish. Và chúng ta có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữa bài ngày hôm nay. Chúng ta đều dùng với hiện tại đơn và hầu hết là năm câu này thì đều là diễn tả một cái hành động, một cái sự thật ở hiện tại, đúng không ạ? Vậy ta dùng hiện tại đơn. Rồi, các bạn chữa bài vào giúp cô nhé.